hệ thống xuyên qua trực tiếp khôi hài vương triết thu được thần bí trực tiếp hệ thống có thể xuyên qua khác nhau thế giới lại nhìn hắn như thế nào mang theo tiểu long nữ tại từng cái bất đồng trong thế giới làm gió làm mưa càng quấy chú ý quyển sách không có quyết đoán sát phạt sẽ không bắt được một người xấu liền giết lại càng sẽ không chủ động phá hư nhân vật chính đoàn cơ duyên muốn xem cái loại này đại triển thần uy cố sự mời đi tìm tiểu thuyết khác xem chương một thế giới rất kỳ diệu ngân hà huyền không chiếu bạn đang nghe tại truyện chấm audio ban đêm ánh trăng nhu hòa chiếu xuống núi rừng có vẻ đặc biệt yên tĩnh xinh đẹp bóng cây lắc lư tiếng gió nhẹ nhàng giống như đang kể ra chuyện xưa núi rừng trong bầu trời đêm lốm đốm lốm đốm cùng ánh trăng chiếu rọi lẫn nhau tạo thành một bức hình ảnh xinh đẹp cả mảnh núi rừng dưới ánh trăng càng lộ ra xanh biếc ướt ác làm người ta vui vẻ thoải mái nếu thực tế cũng có thể có môi trường tốt như vậy đất nước sẽ không phải lo lắng về sự nghiệp bảo vệ môi trường vương triết hít sâu một hơi chỉ cảm thấy không khí trong lành đầu óc thanh minh vui sướng nói không nên lời không sai nơi này cũng không phải địa cầu mà là một thế giới không biết về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này còn muốn từ một cái không hiểu trực tiếp hợp đồng bắt đầu nói lên vương triết là một người phá nhị đại vô khiên vô quải phá nhị đại từ sau khi cha mẹ bất ngờ qua đời, hắn trông coi 10 tòa nhà chung cư lưu lại trong nhà, yên tâm thoải mái làm một công ty thuê bao ăn nhậu chơi bời. Chẳng qua khác với các đời thứ hai khác chính là, mỗi tháng hắn ngoại trừ đầu tháng đi thu tiền thuê nhà một chút, cơ bản sẽ không ra ngoài. Mà là ở nhà tập thể hình chơi game, làm một trạch nam vui vẻ. Sau đó chơi game chán rồi, hắn lại mê phương thức tương tác internet mới mẻ này hắn đặc biệt hâm mộ những người dẫn chương trình kia có thể thông qua mạng internet cùng hàng ngàn hàng vạn thủy hữu online trêu chọc loại tình huống này thật giống như bên cạnh có vô số bằng hữu còn không cần trả giá phí tổn giao tiếp vì thế hắn đầu óc nóng lên liền nghĩ chính mình cũng mở cái phát sóng trực tiếp tiền hay không tiền ngược lại là không sao cả dù sao những thủy hữu kia không có hắn có tiền hắn chủ yếu là muốn tìm niềm vui thuận tiện nhìn xem có cơ hội kết giao chút bằng hữu cùng chung chí hướng hay không. Là một thanh niên thời đại mới được bao quanh bởi các loại thông tin phòng chống lừa đảo. Việc đầu tiên hắn phải làm chính là lên mạng tìm kiếm hướng dẫn liên quan, phòng ngừa mắc mưu bị lừa. Dù sao giống như là cục viên như vậy, đồng một chút muốn bồi thường 600 triệu giá trên trời hợp đồng, hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tìm một vòng, mở ra vô số bài hướng dẫn trong đó không thiếu một ít tin tức tuyển dụng mà CNN đăng lên mạng. Những tin tức này thổi bay phúc lợi đãi ngộ của công hội truyền hình trực tiếp lên trời. Cái gì hỗ trợ thành lập thiết lập người, gia tăng hiệu quả truyền hình trực tiếp, mời các đại phát thanh viên khác hỗ trợ dẫn lưu các loại, nhiều không kể xiết. Thật giống như chỉ cần gia nhập công hội của bọn họ là có thể trở thành người dẫn chương trình lớn, ngày vào hơn vạn là một chuyện dễ dàng. Vương Triết tuy rằng chưa từng phát sóng trực tiếp, nhưng cũng biết những thứ này không thể tin đơn giản quét hai mắt sau đó toàn bộ tắt đi chủ lực một cái không nhìn không tin không mắc mưu ngay khi hắn chuẩn bị tắt thiên độ tìm kiếm thời điểm màn hình máy tính đột nhiên bắn ra một cái mạt danh kỳ diệu mời hợp đồng phần hợp đồng này đại khái ý tứ là chỉ cần vương triết muốn phát sóng trực tiếp có thể cung cấp cho hắn một nền tảng không giống nhau về phần phát sóng trực tiếp nội dung trong hợp đồng cũng không có giải thích cặn kẽ chỉ là nói mỗi lần phát sóng trực tiếp lúc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù sự kiện cần hắn đi hoàn thành vốn hắn là không tin những này chuyện ma quỷ nhưng là từ cái này hợp đồng bắn ra về sau toàn bộ trên màn hình đều tìm không thấy đóng cửa lựa chọn nút bấm điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là virus máy tính hay không ngay khi hắn cam chịu chuẩn bị rút nguồn điện khởi động lại máy tính giữa màn hình đột nhiên bắn ra một câu làm cho hắn thay đổi suy nghĩ thế giới thật kỳ diệu Em không muốn đi ngắm phong cảnh khác sao? Vì thế, Vương Triết Ma xui quỷ khiến nhấn nút đồng ý. Kế tiếp hắn liền xuất hiện ở trên núi non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm này. Nếu không là cảm giác da thịt thân thể rõ ràng như thế, hắn đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Đúng lúc này, trước mắt Vương Triết hoa lên, xuất hiện một giao diện màu lam nhạt. Thứ quỷ quái gì? Hắn chăm chú nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người hệ thống phát thanh viên vạn giới. Mấy chữ to bắt mắt như thế, sợ hắn không nhìn thấy. Dưới tiêu đề là một giao diện trực tiếp. Có hình ảnh dẫn chương trình, có khung chat, còn có các loại nút thiết lập liên quan. Trong đó thần kỳ nhất chính là cái này phát sóng trực tiếp hình ảnh, dĩ nhiên là đến từ thứ ba góc nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cùng hắn hoàn cảnh chung quanh. Vương Triết ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn một vòng cũng không thấy nơi nào có camera đây là khoa học kỹ thuật đen gì vậy không ngờ lại có thể quay phim và quay video thật không thể tưởng tượng nổi cảm thán một câu hắn phát hiện trong phòng truyền hình trực tiếp rất thê lương thế nhưng một người xem online cũng không có bất quá hắn không để ý lắm theo tình huống trước mắt đến xem hắn ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết càng miễn bàn đi cho người phát sóng trực tiếp không có khán giả thì không có khán giả đi dạo xung quanh trước cũng được nhìn xung quanh một vòng, ở trên cây bên cạnh bẻ một nhánh cây, sau đó tùy tiện chọn một phương hướng bắt đầu đi tới. Không có biện pháp, hoàn cảnh nơi này quá tốt, cỏ dại đều cao bằng đùi hắn. Nếu không lấy cành cây làm quải trượng, hắn thật sợ không cẩn thận dẫm phải rắn độc chết các loại. Chỉ là phong cảnh mặc dù đẹp, nhìn nhiều cũng nhàm chán. Không biết đi ra ngoài bao xa, đợi đến khi hắn thở hồng hộc dừng lại nghỉ ngơi, mới chú ý tới trong phòng truyền hình trực tiếp lại có một vị khán giả tới người dẫn chương trình nói đi rốt cuộc anh đang phát cái gì vậy đêm hôm khuya khoắt không ngủ ngươi chạy lên núi làm gì này nếu không nói lời nào thì tôi đi đây vị cư dân mạng tên là tôi là một cộng hành này rõ ràng có chút không kiên nhẫn phát biểu cũng càng ngày càng bén nhọn vương triết vội vàng chào hỏi chào anh em tôi là người dẫn chương trình mới gọi tôi là vương triết là được cứ như vậy một cô nhi khán giả hắn cũng không muốn để cho hắn chạy một cộng hành nhìn thấy vương triết cùng hắn nói chuyện vội vàng hỏi chủ trì người đây là ở nơi nào thám hiểm a à? vương triết cười ha hả nói huynh đệ nói đùa ta to như vậy con chồn nào có thể ngậm về phần nơi này là đâu kỳ thật ta cũng không biết trong phòng truyền hình trực tiếp trầm mặc vài giây một cộng hành đánh ra một câu không giả bộ có thể chết a. À. Vương Triết nhún nhún vai, người ta không tin hắn cũng không có biện pháp. Lại nói tiếp, hắn hiện tại cũng buồn không chịu nổi. Đi tiếp không có đầu mối như vậy, nơi nào là cái đầu? Hơn nữa, truyền hình trực tiếp cũng không thể cứ để cho người ta xem có chứ. Hay là cho hắn xem cảnh đêm. Ngay khi hắn ngẩng đầu nhìn trời, ống kính phòng truyền hình trực tiếp cũng nhắm ngay bầu trời đêm. Trên màn trời tối đen, một dải ngân hà rực rỡ kéo dài phía chân trời chói mắt chói mắt thật đẹp vương triết không khỏi cảm khái huynh đệ ngươi thấy không có phải rất đẹp hay không một cộng hành đều trợn tròn mắt là một người thành phố từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy qua mấy lần sau chớ nói chi là ngân hà rực rỡ chói mắt này chủ trì ngươi thành thật khai báo ngươi có phải hay không đang dụng ai bố cảnh Vương Triết nhúng nhúng vai nói Tôi cũng nghĩ vậy Đáng tiếc tôi không có kỹ thuật đó Đây chính là Ngân Hà Ngân Hà chân chân chính chính Nếu không cậu chặn màn hình Làm bảo vệ màn hình Tôi không thu phí chân dung của cậu Lại là một trận trầm mặt không nói gì Một cộng hành đánh ra một chữ 6 Chương 2 Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Có một cộng hành ở đây Vương Triết cũng không tính là quá nhàm chán. Hắn một bên cùng đối phương trò chuyện, một bên tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Có thể là cảm giác người dẫn chương trình Vương Triết lăn lộn quá thảm. Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài làm truyền hình trực tiếp, ngay cả người cùng hắn nói chuyện cũng không có. Một cộng hành xuất phát từ lòng tốt, quyết định cổ vũ hắn một chút. Vì thế bên tai Vương Triết đột nhiên xuất hiện âm nhắc nhở. Nhận được món quà đầu tiên và nhận được một thành tựu mới. Bước đột phá của Zero. Trong lòng Vương Triết mừng như điên. Không nghĩ tới một cộng hành đưa một cái bánh bao, lễ vật trẻ nhất lại có thể làm cho mình đạt thành tựu mới. Chủ yếu nhất chính là phía dưới màn hình có một cái bao bọc ánh vàng rực rỡ. Người mới dẫn chương trình đại lễ bao. Hắn nhanh chóng mở túi quà này ra, muốn nhìn xem bên trong có cái gì. Điểm tích lũy của chủ trì là 10 điểm bộ định vì sự kiện đặc biệt X3, phương tiện giao thông ngẫu nhiên bốc thăm vé X1, ba thứ vô cùng đơn giản, tựa hồ rất thần bí. Vương Triết nhìn khung chát, một cộng hành đã lâu không nói chuyện, không biết đi đâu. Đơn giản mặc kệ hắn, trực tiếp xem xét quà tặng thưởng ba cái vật phẩm. Điểm tích lũy của người dẫn chương trình, có thể đổi vật phẩm ở khu thương mại người dẫn chương trình. Cái này ngược lại rất trực tiếp phía dưới giao diện phát sóng trực tiếp có một nút giống như cửa hàng hắn lúc trước xem qua bên trong tựa hồ bán rất nhiều thứ chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy rẻ nhất mấy thứ về phần còn lại đều là một ít dấu chấm hỏi biểu tượng có thể phải về sau mới có thể mở ra điểm tích lũy giá trị không thấp một điểm tích lũy có thể đổi một bát mì thịt bò hoặc là một cái bánh bao hấp nếu đổi thành nhân dân tệ ít nhất cũng là mười mấy đồng bộ định vị sự kiện đặc biệt. Có thể nhắc nhở thông tin mục tiêu, thời gian kéo dài 3 giờ. Vương Triết sờ sờ cầm, đại khái đoán được tác dụng của thứ này. Về phần vật phẩm cuối cùng, phương tiện giao thông ngẫu nhiên rút phiếu thưởng là đạo cụ dùng một lần. Dù sao cũng không có chuyện gì, hắn dứt khoát trực tiếp dùng hết. Chúc mừng, người rút trúng con lừa của trương quả lão. Con lừa của trương quả lão, phương tiện giao thông đặc thù, có thể ngày đi ngàn dặm, phụ trọng ngàn cân, hành tẩu trên mặt nước. Chú ý, phương thức cưỡi ngựa đặc thù, xin chú ý. Vậy mà trút được con lừa của thần tiên, thật hay giả. Vương Triết vội vàng mở lan can, bên trong quả nhiên có một biểu tượng giống như con lừa. Sau khi nhấp vào sử dụng, một con lừa ngốc nghếch xuất hiện trước mặt hắn. Vừa mới xuất hiện, con lừa liền nhìn thẳng hắn, tự hồ là muốn nhìn xem chủ nhân mới của mình rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Vương Triết cùng con lừa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn có thể có một phút, cuối cùng bại trận. Không hổ là tọa kỵ của thần tiên, khí thế này thật phi thường. Thấy Vương Triết cúi đầu, con lừa đắc ý kêu to hai tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn cỏ. Lúc này, trong khung chát đột nhiên toát ra một câu. Ta là một cộng hành. Mẹ nó, ta liền đi về đúc xe, chủ trì ngươi từ đâu lấy đầu lừa trở về. Vương Triết cười hắc hắc, ra vẻ thần bí lắc đầu không thể nói không thể nói một cộng hành thấy hắn thừa nước đục thả câu cũng lười hỏi tận gốc trễ ngươi giả bộ đi con lừa này nhất định là ngươi chuẩn bị trước thừa dịp ta không có ở đây dắt qua đây ta mới không mắc mưu ngươi vương triết cũng không giải thích tùy hắn nói thế nào đi đi bộ hơn một giờ hắn cũng mệt mỏi hiện tại có phương tiện giao thông ngày đi ngàn dặm hắn quyết định sử dụng một tấm bùa định vị sự kiện đặc thù đi xem mục tiêu lần này tới đây rốt cuộc là cái gì. Sau khi dùng hết phù định vị, trong tầm nhìn của hắn đột nhiên xuất hiện một mũi tên màu đỏ nhạt, xa xa chỉ về phía tây nam, phía dưới mũi tên còn đánh dấu khoảng cách 1628 mét. Vương Triết mừng rỡ, cái này định vị phù quả nhiên dùng tốt, cái này xuất hiện mục tiêu. Hắn nhanh chóng nhảy đến trên người con lừa, hai chân kẹp chặt bụng con lừa, miệng thét to lên. Giá giá, chúng ta đi. Sau khi nghe mệnh lệnh của hắn, con lừa di chuyển, cổng hắn bắt đầu lùi lại. Sao lại lùi? Vương Triết vội vàng kéo dây cương, cố gắng khống chế con lừa đi tới. Nhưng cái này không kéo dây cương còn tốt, dùng sức một cái, con lừa lui càng nhanh. Bốn chân nhấc ngược lên giống như dẫm lên phong hỏa luôn, cổng hắn nhanh như chớp lui về phía sau. Một cổng hành cũng cười không được, một phát đạn trào phúng hắn. Nói hắn là người dẫn chương trình kỳ quái, cưỡi lừa càng kỳ quái. Điển hình của việc nắm tay không đi, đánh lùi lại. Chưa từng thấy qua con lừa nào cứng đầu như vậy. Vương triết xấu hổ tột đỉnh, vội vàng hô to bảo con lừa dừng lại. Chỉ là chậm trễ trong chốc lát như vậy, cùng mục tiêu khoảng cách liền biến thành 3.368 mét. Khá lắm, không hổ là con lừa thần tiên, tốc độ này thật trâu bò. Lúc này, vương triết đột nhiên nhớ tới câu nói trong giới thiệu vật phẩm kia phương thức cưỡi ngựa đặc thù. Hắn vuốt cầm thì thào tự nói. Cái gì gọi là cưỡi ngựa phương thức đặc thù? Chẳng lẽ muốn ta nằm ở trên người con lừa, hay là ngồi sổng ở trên người con lừa? Nghĩ tới đây, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, trương quả lão không phải là nổi tiếng cưỡi lừa sao? Chẳng lẽ con lừa này cũng phải cưỡi ngược mới có thể vừa đi? Muốn làm thì làm, vương triết một lần nữa cưỡi lừa bất quá lần này hắn cưỡi ngược, mặt hướng về phía đuôi lừa. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, sau khi lắc lư dây cương lần nữa, con lừa quả nhiên chở hắn đi về hướng mục tiêu. Cái này làm cho một cộng hành nhìn ngay người. Chủ trì trâu bò, ngươi thật đúng là học theo lão thần tiên cưỡi lừa. Con lừa này còn rất có linh tính, lại còn có thể chủ động vòng qua đại thụ cùng tảng đá, chủng loại gì? Cảm giác cưỡi lừa thế nào? Có ngất hay không? vương triết tùy tiện nói qua loa vài câu đem lực chú ý đặt ở con số phía dưới mũi tên nhắc nhở ba nghìn m hai nghìn m tám trăm m theo con lừa không ngừng đi tới khoảng cách mục tiêu cũng càng ngày càng gần một trăm m năm mươi m ba m một m căn bản không cần vương triết lôi kéo con lừa thắng gấp một cái cứ như vậy sững sờ dừng lại Vương Triết bị té ngã, lăn lộn từ trên người con lừa rơi xuống. Lại ngẩng đầu lên, hắn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Ở trước mặt hắn khoanh chân ngồi một nữ hài tử xinh đẹp. Phía dưới mái tóc đen nhánh mềm mại, là một khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Theo gương mặt nhìn xuống, cổ trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo, cùng với một mặt mượt mà như có như không. Vương Triết không khỏi mở to hai mắt. Quần áo của cô gái trước mặt này lại bị người ta cởi đi một nửa. Trên lưng cô gái còn có một người đàn ông đáng khinh. Nam nhân chải búi tóc, mặt trắng không cần, trên người là một bộ đạo bào màu vàng. Một tay anh ôm cổ cô gái, tay kia đặt trên vạt áo trước ngực cô gái. Động tác này, tư thế này, đây là muốn gây sự a. À. Nam nhân nhìn thấy Vương Triết xuất hiện, tự hồ là bị kinh hách rất lớn, biểu tình trên mặt thập phần cứng nhắc. Ba người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng trước. Sau một lúc lâu, Vương Triết phục hồi tinh thần lại, ý thức được nhìn người ta như vậy rất không lễ phép. Hắn vội vàng tươi cười giải thích. Xin lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Chương 3 Miệng pháo Vương Triết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Triết vừa xin lỗi, vừa lặng lẽ lui về phía sau. Tuy rằng nơi này là hoang vu giả ngoại, tuy rằng nơi này bạc vô nhân cư. Nhưng là dùng mông nghĩ cũng biết, này một đôi giả uyên ương đêm hôm khuya khoát chạy tới, tuyệt đối không hy vọng bị người quấy rầy. Nếu đổi lại là hắn bị người quấy rầy chuyện tốt, không nổi đóa mới là lạ. Quả nhiên, ngay khi hắn thối lui đến bên cạnh con lừa, chuẩn bị xoay người lên con lừa, nằm nhân động. Đăng đồ tử ở đâu ra, nhìn không nên nhìn còn muốn chạy lưu lại mắt chó của ngươi. Vương Triết bất chấp những thứ khác, xoay người cưỡi lên lưng con lừa, dùng sức vung dây cương. Giá. Dạ. Con lừa tung móng, chở hắn nhanh chóng rút lui. Hảo tiểu tử, khó trách dám tới trình coi, nguyên lai là ỷ vào một con ngựa tốt cậy vào hung dữ. Vương Triết cũng không biết nên chăm chọc từ đâu cho phải. Anh không có mắt à? Đây là BMW lương câu. Đây là một con lừa, được chứ? ngươi đã thấy qua bmw lương câu nhà ai lớn lên bộ dạng ngốc nghếch này nam nhân cũng không có bởi vì vương triết lui bước mà buông tha ngược lại theo đuổi càng hăng say đôi chân dài nhanh như chớp đạo bào áo vàng trên người ào ào rung động đại ca ta chính là đi ngang qua không phải cố ý rình coi các ngươi đấy ngươi đừng đuổi a à. vương triết vừa trốn vừa lớn tiếng giải thích nam nhân vừa thấy đối phương cưỡi lừa còn có thể nói đông lạp tay với hắn nhất thời nổi giận trong lòng đi ngang qua ngươi cho rằng đây là địa phương nào là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi vương triết cũng nổi giận đừng nói bậy các ngươi đêm hôm khuya khoác chạy lên núi bắn pháo dại ngươi còn trách ta nam nhân tuy rằng nghe không hiểu hắn nói bắn pháo rừng khách sạn keo kiệt là có ý gì nhưng ý trào phúng trên mặt vương triết hắn thấy rất rõ ràng vương nghĩ tới mình bị một cái vô danh tiểu tốt làm hỏng chuyện tốt hắn liền lửa giận bộc phát vô danh tiểu tốt cũng dám trào phúng ta thật sự coi chúng ta toàn chân dạy dỗ khi dễ vương triết còn muốn mắng hai câu nghe nói như thế trong lòng đột nhiên trùng mình toàn chân giáo đạo sĩ cô nam quả nữ trốn trong bụi cỏ không thể nào chẳng lẽ các hạ là đạo trưởng doãn chí bình của toàn chân giáo hắn cẩn thận hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nghe thấy tên tiểu tử kia hô lên tên mình, Doãn Chí Bình càng luống cuốn. Buổi tối hôm nay ngẫu nhiên gặp được người trong lòng, thừa dịp đối phương không thể nhúc nhích, hắn sắc đảm bao trời muốn một thân phương trạch. Hiện tại thật tốt, đến miệng dê béo không có ăn được không nói, nếu để cho tiểu tử này đi ra ngoài nói bậy một mạch, hắn nào còn có mặt mũi tiếp tục sống trên đời. Phải biết rằng bọn họ toàn chân giáo chính là cấm nữ sắc. Tiểu tử, nếu đã biết danh hiệu đạo gia vậy càng không thể lưu ngươi lại vương triết vừa nghe lời này lập tức hiểu được mình đoán đúng nguyên lai chính mình dĩ nhiên xuyên qua đến thần điêu hiệp lữ thế giới hoàn hảo trùng hợp đụng phải doãn chí bình khi dễ tiểu long nữ trước kia lúc xem tiểu thuyết hắn liền hận doãn chí bình này không biết xấu hổ khi dễ tình cô trong mộng của hắn bây giờ thì tốt rồi để cho mình nắm lấy cơ hội sao có thể dễ dàng buông tha đối phương không biết xấu hổ xú đạo sĩ thân là người xuất gia thừa dịp người ta tiểu long nữ không thể nhúc nhích khi dễ người ta ngươi còn muốn không biết xấu hổ giáo quy của ngươi đâu giới hạn làm người của ngươi đâu đều bị chó ăn hết rồi đồ chơi không biết xấu hổ có bản lĩnh giết chết lão tử bằng không lão tử ngày mai liền để cho ngươi nổi danh để cho cả ngày hạ nhân đều biết các ngươi toàn chân giáo bên trong đều là mặt người lòng già chó má Vương Triết càng mắng càng hăng say, dứt khoát mở rộng mắng. Dù sao con lừa chạy nhanh, hắn căn bản không sợ tên đạo sĩ thối này. Doãn Chí Bình phát động khinh công liều mạng đuổi theo, toàn bộ ý vào chân khí thuần dương chống đỡ. Hiện tại thì tốt rồi, Vương Triết buông ra mắng, mắng còn đều là bí mật hắn không muốn bị người biết, nhưng làm hắn tức giận không chịu được, lúc này rối loạn một tấc vuông. Không để ý, cổ chân khí trong đan điền này liền đi lệch lộ tuyến trực tiếp đánh vào lồng ngực, chấn thương kinh mạch tim phổi. Phốc. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, Doãn Chí Bình lão đảo, ngã xuống đất. Vương Triết nhìn đến tinh quang, còn kém vỗ tay cho mình. Thì ra ta còn có thần công miệng pháo, trước kia sao lại không biết. Doãn Chí Bình gian nan chống đỡ thân thể, nhìn con lừa càng chạy càng xa, vẻ phẫn hận trong mắt bộc lộ trong lời nói. Trung Nam Sơn vốn là địa bàn của toàn chân giáo bọn họ, người bình thường cũng không dám lên núi dương oai tên tiểu tử cưỡi lừa này rốt cuộc là từ đâu chạy tới còn nữa hắn làm sao biết được danh hiệu tiểu long nữ chẳng lẽ hắn cũng mơ ước mỹ mạo của long cô nương vương triết cũng mặc kệ sống chết của tên đạo sĩ thối này từ khi biết nơi này là thế giới của thần điêu hiệp lữ phản ứng đầu tiên của hắn chính là rời xa những nhân vật này đó đều là cao thủ có võ công trong người tùy tiện động động ngón tay cũng không phải là món gà này có thể chống cự chỉ là chạy đến nơi không nhìn thấy doãn chí bình anh lại động tâm tiểu long nữ a đã từng là tình nhân trong mộng tuy rằng hắn cũng không tiện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng từ phương diện nào đó mà nói có thể gặp được tiểu long nữ cũng là duyên phận của hắn huống chi dương quá cái kia nhị ngốc tử đêm nay hẳn là đi theo điên rồi lão cốc đi luyện công phu nếu như đem tiểu long nữ lưu tại chỗ, cái kia xú đạo sĩ Doãn Chí Bình khôi phục lại, nói không chừng còn muốn trở về chà đạp nàng. Không được, không thể thấy chết mà không cứu. Trong lòng hạ quyết tâm, vương triết cuối người tiến đến bên tai Mao Lư nói. Lư gia, chúng ta phải trở về cứu người. Ngài làm ơn, mang ta về chỗ vừa rồi được không? Mao Lư khịt mũi một cái, nghiêng đầu nhìn hắn. Vương triết cắn răng một cái, tốn một chút điểm tích lũy từ trong thương thành đổi một lòng bánh bao đi ra. Bánh bao hấp hôi hổi xuất hiện trong tay hắn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của con lừa. Lư gia, giúp một tay, lát nữa cứu người, lòng bánh bao này coi như phần thưởng cho ngươi. Trong mắt mau lư hiện lên một tia khen ngợi, đầu to gật gật, tự hồ là đồng ý. Quả nhiên, con lừa này có thể đi theo vị lão thần tiên trương quả lão này, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Vương Triết đưa hai cái bánh bao đến bên miệng Mao Lư trước, thừa dịp hắn đang ăn ngon, xoay người một lần nữa bò lên lưng Mao Lư. Lư gia làm chính sự trước, lát nữa ăn. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông con lừa. Con lừa khịt mũi một cái, buông chân ra liền chạy như điên. Doãn Chí Bình tự biết khí huyết đi ngược chiều cần tĩnh dưỡng, đã ngồi đã tọa tại chỗ. Điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn mà nói cũng không đáng ngại chỉ cần vận chuyển hai ngày liền kém không nhiều khôi phục ngay tại thời điểm hắn mưu đồ tiếp tục trở về hưởng dụng mỹ nhân một chuỗi tiếng đát đát từ xa đến gần một con lừa màu xám chạy như điên đến trên lưng còn ngồi một nam tử cưỡi lừa ngược khi vương triết nhìn thấy doãn chí bình nhất thời vui như nở hoa lúc đi ngang qua bên cạnh anh một nguồn nước bọt phun về phía doãn chí bình đáng tiếc không phun trúng nhưng không sao thấy Doãn Chí Bình tức học máu, trong lòng anh đặc biệt sảng khoái. Đạo sĩ thối, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Đát 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 vài phút, khi con lừa dừng lại lần nữa, vườn triết la lớn. long cô nương, ta tới cứu ngươi. Chương 4 Nhặt được một cái tiểu long nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Từ vừa rồi bắt đầu, tiểu long nữ liền tâm loạn như ma, trong đầu loạn một mảnh Buổi tối hôm nay, nàng theo thường lệ cùng tiểu đồ đệ dương quá của mình đi ra ngoài luyện ngọc nữ tâm kinh nhưng còn chưa bắt đầu luyện cũng không biết từ nơi nào chạy tới một lão nam nhân điên điên khùng muốn mang dương quá dạy võ công cho hắn người này không chỉ có đầu óc không tốt võ công còn vô cùng cao hắn sợ mình trọng học võ công của hắn trước khi đi điểm huyệt đạo của mình để cho mình nửa điểm không thể động đậy nàng chỉ có thể chờ đợi dương quá trở về sớm một chút giải huyệt đạo của mình đợi một hồi lâu, đột nhiên có người thừa dịp mình không thể nhúc nhích khinh bạc chính mình. Cô cho là Dương Quá đã trở lại, cho rằng đối phương còn trẻ xúc động, nổi lên ý nghĩ không an phận. Cân nhắc đến sau này mình muốn cùng đối phương ở bên nhau, cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nào biết, một cái cưỡi lừa nam nhân đột nhiên xuất hiện, triệt để xé mở vải che mặt. Thẳng đến lúc này, cô mới phát hiện vừa rồi một mực khinh bạc mình, dĩ nhiên là đạo sĩ Doãn Chí Bình của toàn chân giáo. Tuy rằng đối phương đã bị nam nhân cưỡi lừa dẫn đi, nhưng kinh nghiệm vừa rồi làm cho nàng khó có thể quên, trong lòng có loại cảm giác buồn nôn nói không nên lời. Rất muốn rời đi như vậy, rồi lại bị vây khốn ở đây, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi huyệt đạo tự nhiên giải khai. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng đát đát dồn dập. Một con lừa vọt tới, đem nam nhân cưỡi lừa ngược kia lại mang về. Long cô nương, ta trở về cứu ngươi. Vương triết đỏ bừng mặt hô đây chính là hắn thời niên thiếu tình nhân trong mộng bao nhiêu cái đêm không ngủ chính mình đều từng ảo tưởng muốn cùng vị tiên nữ này giống nhau cô cô cùng cá nước chi hoang lần này đột nhiên nhìn thấy bản thân hắn ngược lại có chút không buông ra được thấy tiểu long nữ im lặng đôi mắt đẹp nhìn hắn vương triết lúc này mới nhớ tới đối phương bị lão cốc cho điểm huyệt đạo hiện tại không thể nhúc nhích không đúng ta không biết võ công không có cách nào giải huyệt cho ngươi Vương Triết giải thích một câu, sau đó bắt đầu sửa sang lại xiêm y cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, rồi lại không thể làm gì. Long cô nương, cô đừng nóng giận. Doãn Chí Bình tạm thời bị tôi bỏ lại, nhưng tôi đánh không lại hắn, chỉ có thể dẫn cô thoát khỏi đây trước, có nhiều đắc tội, xin cô thứ lỗi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhu nhược của tiểu long nữ, xoay người ngồi lên người mau lư. Lư gia, chúng ta đi thôi. Mao Lư quay đầu nhìn hắn một cái, tự hồ là đang hỏi hắn muốn đi đâu. Vương Triết suy nghĩ một chút rồi nói. Tùy tiện tìm một chỗ là được, rời khỏi đây trước đi. Con lừa khịt mũi một cái, lại dựa theo đường cũ trở về. Lần thứ hai đi ngang qua Doãn Chí Bình, lần này cũng không cần Vương Triết kích thích hắn, đối phương chính là phun ra một ngụm máu già. Tặc tử, ngươi dám thấy người trong lòng bị người ta đóng gói mang đi doãn chí bình tức giận mắt thấy thương thế sắp khôi phục lần này thương thế tăng thêm trực tiếp ngất đi vương triết đến gần tiểu long nữ giải thích cái mũi trâu này có thể là chạy lệch hướng không liên quan đến tôi cảm nhận được nhiệt khí bên tai truyền đến tiểu long nữ vừa thẹn vừa tức nàng tuy rằng cảm kích đối phương ở thời điểm khẩn yếu đã cứu nàng nhưng nam nhân này cũng quá không biết chừng mực sao có thể trực tiếp ông thắt lưng của mình chứ chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là nam nữ thù thụ bất thân sao vương triết không chú ý tới những thứ này hắn vừa rồi đột nhiên nhớ tới phát sóng trực tiếp sự tình vội vàng đi xem xét phát sóng trực tiếp hệ thống trong phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tối đen không biết bị tắt từ lúc nào nhưng tin nhắn phía dưới vẫn không ngừng ta là một cộng hành vị nhân huynh này tự hồ là thấy được một chút gì đó nhưng là không thấy toàn bộ cho nên hắn một mực gửi tin nhắn riêng yêu cầu vương triết nhanh chóng mở ra truyền hình trực tiếp hắn muốn xem đại mỹ nữ thanh thuần xinh đẹp người dẫn chương trình đừng tắt camera anh đã mời diễn viên rồi sao không cho tôi xem hết hấp dẫn người khác như vậy rất không đạo đức người dẫn chương trình có ở đây không tôi muốn xem người đẹp anh mở video đi chủ trì ngươi thành thật nói có phải hay không chỉ có soát lễ vật ngươi mới có thể tiếp tục mở video? Ta đều soát một nghìn khối tiền lễ vật, ngươi ngược lại mở video à? Vương bác đảng, ngươi cái mông to, ngươi chờ, ta muốn đi khiếu nại ngươi. Vương triết không khỏi cười khổ, vì huynh đệ một cộng hành này không hổ là một lão sắc phê, vì nhìn thấy hình dáng tiểu long nữ, lại vung tiền thưởng một ngàn đồng lễ vật. Đáng tiếc, chính mình bây giờ thật đúng là không thể để cho hắn nhìn bằng không không có cách nào giải thích tình cảnh hiện tại của mình. Thông huynh, lễ vật ta nhận được, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng tình huống hiện tại của ta rất không ổn, lát nữa rảnh rỗi ta sẽ phát sóng trực tiếp cho ngươi. Sau khi trả lời một câu, Vương Triết đóng giao diện truyền hình trực tiếp. Mỹ nhân trong lòng, hắn hiện tại một chút cũng không dám lộn xộn. Bởi vì hắn cảm giác nhị đệ của mình vẫn có xung động khởi nghĩa tạo phản, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nếu mình thật sự làm chuyện gì không bằng cầm thú, vậy có khác gì cái mũi trâu doãn chí bình này đâu. Con lừa chạy một hồi, cuối cùng dừng lại trước một cái miếu đổ nát. Đây là một tòa sơn thần miếu, lâu năm không tu sửa có chút trách nát. Hai cánh cửa sổ gỗ rũ xuống trên bệ cửa sổ, giấy dáng cửa sổ đã sớm không còn. Vương Triết nhìn xung quanh một chút, cảm giác nơi này coi như an toàn, vì thế ông tiểu long nữ đi vào trong miếu tượng sơn thần trong miếu đã sớm sụp đổ đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu vương dịch nhặt một nắm cỏ dại làm chổi đơn giản quét dọn một mảnh đất trống đi ra long cô nương thật ngại quá ta cũng là lần đầu tiên ra ngoài không mang theo nhiều đồ như vậy trước tiên tạm thời đi tiểu long nữ không nói gì nhìn hắn trong mắt tràn ngập cảnh giác nàng mặc dù có chút không rành thế sự nhưng dưới sự dạy dỗ của sư phụ cũng biết dung mạo của mình đối với nam nhân có lực hấp dẫn rất lớn. Bằng không doãn chí bình cũng sẽ không làm ra loại chuyện cẩu thả này. Vương Triết Thu xếp ổn thỏa cho tiểu long nữ, ra ngoài thu dọn một đống cỏ khô trở về. Anh ta không hút thuốc nên không có bật lửa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc đốt củi. Tiêu phí một cái điểm tích lũy, hắn tự trong trung tâm thương mại mua một cái tinh xảo dầu hỏa bật lửa, còn là đại nhãn hiệu Zippo khi bật lửa bắn ra ngọn lửa cực nóng trong mắt tiểu long nữ hiện lên vẻ ngạc nhiên vương triết cười cười đốt củi trước mặt lông cô nương ngươi yên tâm đi ta tuy rằng không dám nói mình là quân tử nhưng cũng không phải kẻ xấu lợi dụng người khác đêm nay ngươi ở chỗ này cố gắng một chút ta tận lực bảo vệ an toàn cho ngươi đợi đến ngày mai huyệt đạo của ngươi giải khai đến lúc đó ta sẽ rời đi tiểu long nữ trừng mắt nhìn tự hồ là đang trả lời hắn. Vương Triết nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt, trái tim không chịu thua kém đập loạn nhịp, có loại cảm giác bị điện giật. Ngay tại hắn miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác có cái gì đó đang gặm đầu của hắn. Ta đi, Lư Gia, đây là đầu của ta, không phải ăn. Ngươi đừng gặm ta a. À. Vương Triết kinh hô. Mau Lư bất mãn kêu to hai tiếng, hai con mắt to phẫn nộ nhìn chầm chầm hắn lúc này hắn mới nhớ tới mình còn đáp ứng muốn tạ lễ cho mao lư từ trong không gian lấy ra ngăn bánh bao nóng hổi vườn triết nuốt nước miếng sau đó đưa tới trước mặt con lừa ngại quá quên mất chuyện bánh bao lư ra thứ lỗi a à. con lừa khịt mũi trừng mắt nhìn hắn một cái cúi đầu hưởng dụng bánh bao mỹ vị nếu nó có thể nói chuyện nhất định phải oán giận hai câu tiểu tử thấy sắc vong nghĩa chương năm cùng tiểu long nữ cùng đi du lịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm hơi lạnh, khi bụng cá trắng lên, tiểu long nữ tỉnh tọa một đêm đột nhiên động đậy. Nàng bước chân nhẹ nhàng đứng lên, đầu tiên là hoạt động một chút thân thể, sau đó đi tới vương triết trước mặt. Nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt, tâm trạng của cô rất phức tạp. Tối hôm qua nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, thân thể trong sạch bảo vệ 20 năm đã bị người ta chà đạp nhưng lúc hắn mang mình thoát đi, đôi tay kia ôm trên lưng mình, cũng không tính là rất thành thật. Nhất là khi lông lừa nhấp nhô, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một số chỗ xấu hổ. Trừ phi người này thật sự không biết võ công, bằng không làm sao có thể khống chế không được tay của mình. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên một tia do dự, cuối cùng hóa thành kiên định. Trong lúc điện quan hỏa thạch, Ngọc Thủ Tim Tim bắt được mạch đập của Vương Triết, một luồng chân khí thăm dò vào trong cơ thể đối phương chỉ hít một hơi cô liền nhíu mày cân mạch của vương triết chật hẹp bế tắc có thể nói là một chút dấu hiệu tu luyện cũng không có chẳng lẽ thật sự là ta đa nghi ngay tại thời điểm nàng nghi hoặc bên người đột nhiên xuất hiện một bóng đen tiểu long nữ theo bản năng lui về phía sau hai bước lúc này mới phát hiện nguyên lai là con lừa lại gần nhìn thấy tiểu long nữ buông vương triết ra con lừa đánh một cái vang mũi há mồm cắn vào mông vương triết ai cắn ta vương triết đau đớn kêu ra tiếng buồn ngủ tỉnh giấc sau khi mở mắt ra trước tiên liền thấy được thân ảnh xinh đẹp mặc áo trắng bên cạnh vương triết kinh hỉ hô long cô nương cô tỉnh rồi à tiểu long nữ lạnh lùng gật đầu tính cách nàng như thế không thích cùng người nhiều lời ngoại trừ dương quá nàng thậm chí cũng không cùng nam nhân khác nói qua mấy câu vương triết gãi gãi mái tóc rối bời hỏi Thân thể cậu thế nào? Không có gì đáng ngại chứ?" Tiểu Long nữ lắc đầu. Vương Triết lại hỏi: "Vậy công phu của cậu đã khôi phục chưa?" Tiểu Long nữ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Lúc trước bị sư tỷ đánh lén, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nàng cũng không biết nói dối, tự nhiên không có gạt Vương Triết. Vương Triết thấy cô chỉ lắc đầu không nói lời nào, cũng cảm thấy rất khó làm. Hắn một trạch năm vốn không am hiểu giao tiếp với con gái gặp phải tiểu long nữ tính tình lạnh lùng hơn quả thực không có cách nào câu thông bất quá đối phương có thể nhúc nhích chắc hẳn đã không có vấn đề gì lớn vậy có phải anh muốn về cổ mộ không vương triết cẩn thận hỏi trong ánh mắt tiểu long nữ hiện lên một tiên nghi hoặc từ tối hôm qua nàng đã bắt đầu hoài nghi người đàn ông này dường như rất hiểu nàng có thể gọi ra họ của nàng còn biết lai lịch xuất thân của nàng rốt cuộc là từ đâu mà biết được ngươi làm sao biết ta xuất thân từ cổ mộ phái giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai vương triết đây là lần đầu tiên hắn nghe tiểu long nữ nói chuyện vương triết gãi gãi đầu do dự hỏi nếu tôi nói tôi có thể tính toán cậu tin không tiểu long nữ dứt khoát gật gật đầu tỏ vẻ mình tin tưởng cái này ngược lại làm cho vương triết ngượng ngùng bất quá có cái cớ này hắn coi như là ứng phó với quá khứ vậy bây giờ em muốn trở về sao anh lại hỏi tiểu long nữ ngây ngẩn cả người quay lại cô không biết nhưng cảm giác trong lòng nói cho cô biết hiện tại cô không muốn trở về một là bởi vì cổ mộ cách toàn chân giáo quá gần nàng sợ chính mình gặp lại doãn chí bình cái kia ác nhân đến lúc đó nếu không nhìn được vết chết hắn vậy toàn chân giáo cùng cổ mộ phái tình cảm liền triệt để tan rã hay là bởi vì tiểu đồ đệ dương quá? Ngày hôm qua nếu không phải hắn cái kia đột nhiên xuất hiện nghĩa phụ, chính mình cũng không cần chịu phần kia khuất nhục, bị người chiếm tiện nghi không nói, còn thiếu chút nữa ô uế trong sạch. Muốn nói không hề oán khí, đó là giả. Trong lòng không thoải mái lừa gạt người khác, lừa không được chính mình. Nghĩ tới đây, cô vẫn lắc đầu. Vương Triết mừng rỡ. Tiểu Long nữ hiện tại không trở về cổ mộ, có phải mình có thể cùng nạn ở lại lâu một chút hay không nghĩ tới đây hắn mừng rỡ nhìn về phía tiểu long nữ lại phát hiện sắc mặt đối phương rất mất tự nhiên ngươi làm sao vậy vương triết nghi hoặc hỏi là chỗ nào không thoải mái sao lần này ngay cả con lừa cũng nhìn không nổi nữa nó cắn một miếng vào mông vương triết sau đó dùng móng chỉ vào ngăn kéo mà tối hôm qua ăn xong bánh bao để lại vương triết lúc này mới kịp phản ứng thì ra tiểu long nữ đói bụng nói đến bánh bao hắn đột nhiên nhớ tới một phiên bản thần điêu hiệp lưỡng nào đó người đóng vai tiểu long nữ bị khán giả đặc biệt danh bánh bao nhất thời vui như nở hoa ngay khi tiểu long nữ nghi hoặc khó hiểu vương triết đã mua ba cái bánh bao hấp nóng hổi từ trung tâm thương mại hệ thống đặt một lồng phan đậu hủ bên miệng mau lư vương triết bưng hai lồng còn lại đi tới trước mặt tiểu long nữ đây là nhân thịt heo hành tây đây là nấm hương cậu ăn cái nào đối với thủ đoạn thần kỳ của vương triết tiểu long nữ cảm thấy tò mò cô tiện tay nhận lấy bánh bao chay nghiêm túc quan sát vương triết cười nói yên tâm ăn đi chỉ là đồ ăn bình thường không có thêm đồ lộn xộn nói xong hắn tiện tay cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng miệng lớn nhai nuốt đừng nói hệ thống trong thương trường bán bánh bao hấp hương vị thật đúng là không tệ cho dù hắn là một kẻ tham ăn cũng chưa từng được ăn bánh bao ngon như vậy khó trách Mao lư thích ăn như vậy tiểu long nữ nhìn một hồi lâu cũng không nhìn ra hoa cuối cùng học bộ dáng vương triết cầm một cái bánh bao đưa đến bên miệng hơi cắn một miếng nhỏ nước canh tươi ngọt chảy vào trong miệng mang đến một cổ hưởng thụ không gì sánh kịp hai mắt cô sáng ngời cảm giác loại bánh bao nhỏ này so với mật ông cô nuôi còn ngon hơn vương triết nhìn cô ăn cũng vui vẻ ăn trong chốc lát ba lồng bánh bao đều tiến vào từng cái bụng bữa sáng cứ như vậy nhẹ nhàng giải quyết cơm nước xong vương triết lại đổi ba chai nước khoáng chia cho tiểu long nữ và mau lư nếu không là lễ vật tối hôm qua một cây hành huynh để cống hiến một nghìn đồng tương đương một trăm điểm tích lũy hắn thật đúng là uống không nổi một chút tích lũy một chai nước khoáng sau khi ăn uống no đủ vương triết nhìn về phía tiểu long nữ hỏi cô kế tiếp muốn làm gì nghe được câu hỏi của vương triết tiểu long nữ có chút mê man tuy rằng tạm thời không chuẩn bị trở về nhưng nàng cũng không thích tòa miếu đổ nát này ngay cả cửa sổ cũng không có buổi tối không phải sâu thì là bụi bặm điều này làm cho tiểu long nữ luôn luôn thích sạch sẽ thập phần khó chịu thấy nàng rối rắm như thế vương triết đề nghị ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này nếu không chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi Tiểu Long nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Vương Triết mừng rỡ, vội vàng thu dọn đồ đạc, sửa sang lại chăn nuôi sau lưng con lừa, mời Tiểu Long nữ đi lên làm. Mao Lư vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, cảm giác chủ nhân mới của mình quá mất mặt. Rõ ràng lai lịch phi phàm, lại vì một nữ tử phàm nhân mà lấy lòng, mặt ngươi không cần nữa. Tiểu Long nữ lắc đầu nói. Ngươi cưỡi đi, ta có khinh công trong người, có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Vương Triết thấy cô khăng khăng muốn tự mình đi, cũng không miễn cưỡng nữa. Tiêu sái xoay người, quyết đoán cưỡi lên con lừa. Con lừa khịt mũi, cất bước đi xuống chân núi. Từ xa nhìn lại, bước chân con lừa nhẹ nhàng, dài nhân bên cạnh làm bạn, rất thảnh thơi. Chương 6 Đại Bạch Thỏ Nải Đường, Già Trẻ Giai Nghi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sương mù bao phủ trên con đường nhỏ trong núi, tiếng chuông trong trẻo từ xa đến gần lão nông canh tác đồng ruộng ngẩng đầu thấy được hai người từ trên chung nam sơn đi xuống vương triết chắp tay sau lưng một bộ dáng lãnh đạo thị sát có chút tò mò nhìn về phía nông dân làm ruộng tiểu long nữ thì một bộ không liên quan đến mình trên mặt không gợn sống không ai cưỡi con lừa con lừa cũng mừng rỡ thanh nhàn đi theo phía sau hai người không nhanh không chậm tiểu long nữ mỹ mạo không chỉ có hấp dẫn người trẻ tuổi ánh mắt mà ngay cả những này ở trong ruộng lao động lão nông cũng sẽ dừng lại trong tay việc coi trọng hai mắt. Cảm giác bị người nhìn chăm chú rất không tốt, tiểu long nữ nhíu nhíu mày, từ trong ống tay áo kéo ra một cái khăn lụa vây quanh mặt, mới xem như giảm bớt một ít nhìn chăm chú. Vương Triết thở dài, luôn cảm giác khuôn mặt đẹp như vậy che đi, quá phung phí của trời. Theo khoảng cách trấn càng ngày càng gần, người đi đường cũng nhiều lên. Không ít người nhìn thấy tổ hợp kỳ quái hai người một lừa này nhào nhào ném tới ánh mắt tò mò ông nội ông nội ông xem chú kia kìa trang phục của chú ấy thật kỳ quái a à. bên tai truyền đến giọng nói ngây thơ hồn nhiên của một cô bé vương triết quay đầu nhìn lại thì ra là một cô bé đi theo ông nội ra động làm việc ông nội của cô bé nhìn vương triết cười cười sờ sờ đầu cô bé nói bé con à chú này có thể đến từ nơi khác không giống với thói quen của chúng ta con đừng nhìn người ta lung tung Cô bé cắn ngón tay nhỏ của mình, mở to mắt nhìn về phía Vương Triết, giống như một chút cũng không nghe được lời ông nội cô nói. Vương Triết ngược lại không ghét cô gái nhỏ này. Ánh mắt cô bé rất trong suốt, không chứa một tia tạp niệm. Cho dù đặt ở xã hội hiện đại, tiểu cô nương tâm tư thuần khiết như vậy cũng không nhiều lắm. Vương Triết suy nghĩ một chút, từ hệ thống thương thành bên trong đổi một bao đại bạch thỏ sữa kẹo, sau đó hướng tiểu cô nương đi đến ông nội của cô gái nhìn thấy hắn đi tới tưởng là cháu gái đắc tội với hắn vội vàng kéo cô bé ra phía sau cúi đầu xin lỗi vương triết đại nhân không nên tức giận con nhà ta chưa từng trải đời có nhiều đắc tội xin ngài tha thứ cho nó vương triết thật xấu hổ một người có thể làm da da của hắn cúi đầu trước hắn hắn có loại cảm giác muốn giảm thọ lão bá yên tâm con không tức giận con chỉ cảm thấy cháu gái ngài rất đáng yêu muốn tặng quà cho nó nói xong lấy ra mấy khối kẹo sữa thỏ trắng đưa tới trước mặt tiểu nha đầu giấy kẹo màu trắng hình ảnh màu sắc rực rỡ nhìn qua cũng rất đẹp lão nông nào từng thấy thứ cao cấp như vậy cũng không dám để cháu gái đi đón vương triết gãi gãi đầu cuối cùng trực tiếp kéo tay cô bé nhét kẹo sữa vào tay cô ăn đi cái này gọi là kẹo sữa ăn ngon lắm cô bé nhìn kẹo sữa thỏ trắng lớn trong tay lại nhìn ông nội của mình lão nông lại cúi đầu cảm ơn, cảm ơn Vương Triết đã tặng. Vương Triết khoát tay, trở lại bên cạnh Tiểu Long Nữ, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Lúc này, giọng cô gái lại truyền tới: Hoa! Wow, kẹo sữa này ngọt quá, ông ăn đi." Vương Triết quay đầu nhìn lại, liền thấy cô bé giơ một cái kẹo sữa bóc ra đưa đến trước mặt lão nông, để cho hắn thưởng thức. Thật là một đứa trẻ hiếu thuận. Hắn không khỏi cảm thán trên mặt cũng hiện lên nụ cười hiền phụ tiểu long nữ cũng thấy được nụ cười của cô gái tò mò hỏi ngươi vừa rồi cho nàng cái gì vương triết từ trong túi lấy ra ba khối đại bạch thỏ đưa tới trước mặt cô đây là kẹo sữa là một loại đồ ăn vặt ngon em muốn nếm thử không nói xong còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn tiểu long nữ không biết nàng có thể nể mặt hay không trong ấn tượng của vương triết tiểu long nữ cũng không phải là người tham ăn ngoại trừ ăn cơm bình thường hình như không nhớ rõ có miêu tả đặc biệt thích ăn cái gì đương nhiên một phiên bản nào đó thích ăn bánh bao đơn thuần là biên kịch ác thú vị không phù hợp nguyên tác khí chất tiểu long nữ tự hồ cũng bị nụ cười của tiểu cô nương lây nhiễm suy nghĩ một chút vẫn là vương ra ngón tay ngọc nhỏ nhắn nắm lấy một khối tò mò hỏi cái này phải ăn như thế nào vương triết nhanh chóng bóc một miếng nhét vào miệng mình cứ ăn trực tiếp là được. Tiểu Long nữ gật gật đầu, sau khi bóc giấy kẹo nhấc lên lụa trắng che mặt, sau đó đưa kẹo sữa vào trong miệng. Đường sữa ngọt nhẹ nhẹ vừa vào miệng, lập tức tản mát ra mùi sữa nồng đậm. Tiểu Long nữ kinh ngạc trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn về phía giấy kẹo còn lại trong tay. Vương Triết cười hiếp mắt hỏi. Có phải rất ngon không? Tiểu Long nữ gật đầu, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một vệt đỏ ửng chỉ tiếc bị lùa trắng ngăn cản vương triết không có cơ hội nhìn thấy này mê người biểu tình đúng lúc này bên tai lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống mở hệ thống ra nhìn thì ra là một tin nhắn nhắc nhở hệ thống có phan khen thưởng xin chú ý xem tin tức phan hâm mộ mới vừa tới một đêm phan ở đâu ra vương triết tò mò mở tin nhắn riêng thì ra là tin nhắn của một người anh em gửi tới chủ trì ngươi không nói, thu lễ vật không phát sóng, ta muốn kiện ngươi lừa gạt. Vương Triết không khỏi cười khổ. Người anh em này thật đúng là cố chấp, sáng sớm đã đến thúc giục truyền hình trực tiếp, hắn không cần đi làm sao. Lúc này, trong một căn phòng 220 mét vuông gần biển, Tùng Bảo Huy đang buồn bực nhìn điện thoại di động. Đêm qua hắn tình cờ phát hiện một người dẫn chương trình kỳ lạ, đêm hôm khuya khoác chạy lên núi thám hiểm. Xuất phát từ nhàm chán, hắn liền treo ở trong phòng truyền hình trực tiếp lúc nhớ tới liền cùng người dẫn chương trình tên là vương triết tán gẫu hai câu sau đó người dẫn chương trình không biết từ nơi nào tìm được một đôi diễn viên đoán chừng là muốn diễn một tiết mục giả ngoại tình cờ gặp bắn pháo giả ngoại hắn vốn không thèm để ý những thứ này chỉ cho là chủ trì muốn nổi danh muốn điên rồi cố ý chế tạo mánh lới nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ diễn viên anh lại động tâm là một lãng tử quanh năm tự do ở trong bụi hoa, từng ở trong bụi hoa vạn hoa, phiến lá không dính người chính là nói hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối với một cô gái có cảm giác, có loại xúc động muốn ôm vào trong ngực, cả đời hảo hảo yêu thương. Nhưng người dẫn chương trình xui xẻo này lại tắt camera vào thời khắc mấu chốt, chỉ cho hắn xem vài giây. Chính là cái nhìn thoáng qua này, dung mạo nữ diễn viên hoàn toàn khắc sâu trong lòng anh. Anh không ngừng liên lạc với người dẫn chương trình thậm chí trong phòng truyền hình trực tiếp không có gì còn quẹt liền một nghìn đồng qua tặng. Đổi lấy, chỉ là một câu xin lỗi không liên quan đến người dẫn chương trình. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Sáng sớm hôm nay, hắn ông tâm tình thử xem lần nữa gửi tin nhắn cho người dẫn chương trình, yêu cầu vương triết phát sóng trực tiếp. Không ngờ thật sự có câu trả lời. Nhưng nhìn thấy hình ảnh trong video, Tùng Bảo Huy trợn trong mắt ở nông thôn rất có phong cách cổ xưa, mấy lão nông ăn mặc mộc mạc, thậm chí nói có chút trách nát đang canh tác trong ruộng. Mấy đứa nhỏ mông trần chạy tới chạy lui trên đồng ruộng, cũng không che giấu. Hắn vội vàng gửi tin nhắn cho Vương Triết, hỏi thăm tình huống. Chủ trì, anh đang ở đâu? Sao lại về nông thôn? Vương Triết cười cười, giải thích. Có phải rất thú vị không, thông huynh, ta nói cho ngươi biết, không khí nơi này rất tốt, hít một hơi thấm vào ruột gan nói xong còn cố ý hít mạnh một hơi vốn định khoa trương biểu hiện một chút nào biết nông dân cách đó không xa vừa vặn phải bón phân cho cây trồng một muỗng phân nhà nông đi xuống mùi hôi thối bay tới vừa vặn bị vương triết ngửi thấy trời ạ à, vương triết nôn ngay tại chỗ nếu không là băng khoăn đến bên cạnh còn có cái tiên tử giống như xuất trần nữ tử hắn thật muốn đem buổi sáng đồ ăn đều phun ra. Tùng Bảo Huy nhìn mà cười ha ha, liên tiếp khen ngợi gửi đi. Chủ trì thật ngưu bức, diễn xuất so với tiểu thịt tươi đều tốt. Chương 7 Ăn bánh bao là phải trả tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, tiểu long nữ nghi hoặc hỏi. Vương Triết chịu đựng xúc động ghê tởm, khoát tay nói không sao ngã ba rồi tùng bảo huy đang xem truyền hình trực tiếp lập tức mở to hai mắt kỳ thật vừa rồi hắn liền chú ý tới bên cạnh cái này quần áo trắng thân ảnh chỉ là đối phương vẫn đưa lưng về phía ống kính hắn cũng không biết là tình huống gì lúc này nhìn thấy tiểu long nữ trên khăn che mặt lộ ra một đôi tinh mâu hắn lập tức liền nhận ra đây là tối hôm qua nữ diễn viên kia người dẫn chương trình mau bảo cộng sự của anh tháo khăn che mặt xuống đi tôi đến thăm cô ấy ngươi không có việc gì lão nhìn những cái kia mông trần tiểu hài tử làm gì liên tiếp tin tức chiếm trọn cả hộp thoại vương triết quả thực dở khóc dở cười thừa dịp tiểu long nữ nhìn đi nơi khác hắn nhỏ giọng nói thông huynh ngươi đừng hỏi nữ nhân này không phải cộng sự của ta cũng không phải diễn viên ta mời tới ngươi coi như là ngẫu nhiên gặp được người qua đường vụng trộm nhìn là được tùng bảo huy cũng không đồng ý với cách nói của hắn muốn xem tiểu long nữ không có biện pháp, vương triết dứt khoát coi như hắn không tồn tại, cũng không đi xem tin nhắn trong khung chat, tiếp tục cùng tiểu long nữ đi vào trong trấn. Phát màn đạn trong chốc lát, thấy người dẫn chương trình vẫn không trả lời, Tùng Bảo Huy cũng không có cách nào. Cũng may, vương triết gốc nhìn thỉnh thoảng sẽ dừng ở tiểu long nữ trên người, hắn cũng có thể nhân cơ hội qua mắt nghiền. Bất quá nhìn nhìn, hắn đột nhiên phát hiện không đúng chỗ. Cái nơi quỷ quái gì thế này, sao toàn là trang phục cổ xưa vậy? bất kể là người đi đường hay là cửa hàng nhỏ bên đường, so với bố cảnh trong phim truyền hình cổ trang đều già hơn. chủ trì, anh đang ở đoàn làm phim cổ trang nào? quay phim truyền hình còn cho anh phát sóng trực tiếp. thấy anh không hỏi thêm về tiểu long nữ nữa, vương triết thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu đơn giản. nơi này a, à, là một thị trấn dưới chân chung nam sơn thời nam tống, tên là vòng sơn trấn chung quanh đều là dân chúng nơi này không phải diễn viên quay phim tùng bảo huy một dấu chấm hỏi ngươi nói những người này là dân chúng bình thường ngươi cho ta ngốc sao hiện tại toàn hoa quốc ngươi cho ta đi tìm nơi nào nếu còn có truyền thống như vậy thành trấn ta cho ngươi một trăm vạn ngươi dám đánh cuộc sao vương triết nhún nhún vai bất đắc dĩ nói thích tin hay không tôi xuyên việc nơi này chính là nam tống nếu cậu không tin tôi cũng không có biện pháp tùng bảo huy tức giận xuyên qua anh nghĩ đây là tiểu thuyết sao ngươi như thế nào không nói ngươi nữ nhân bên cạnh là tiểu long nữ nói không chừng ta còn tin ngươi mấy phần vương triết sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi sao cậu đoán được lần này tùng bảo huy lại nghi hoặc cậu đừng nói với tôi bên cạnh cậu thật sự là tiểu long nữ tôi cần phải báo cảnh sát bắt cậu lừa gạt vương triết thở dài việc này thật đúng là không có cách nào giải thích nếu không là hắn tự mình trải qua hắn cũng không tin thật sự có người có thể xuyên qua đến tiểu thuyết trong thế giới thông huynh ngươi coi như là ta đang diễn trò đi ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt nếu ngươi thích thì xem nhiều một chút không thích thì nói với ta một tiếng ta sẽ phát sóng nói xong hắn cũng không tiếp tục xem tin tức mà hết sức chuyên chú thể nghiệm phong tục tập quán dân tộc nam tống tiểu long nữ không biết cô đã nhiều lần nghe Vương Triết lẩm bẩm. Thế nhưng cân nhắc đến năng lực bói toán thần bí của đối phương, cùng với bản lĩnh biến ra bánh bao nóng, đơn giản coi hắn là một ẩn sĩ cao nhân lai lịch thần bí, không đi quản hắn. Hai người một lừa vừa đi vừa nhìn, dần dần đi tới khu phố Sầm Quốc. Nơi này bày sạp người bán hàng trong càng nhiều. Bán giày rơm, bán ô giấy dầu, mua các loại vật phẩm trang sức cổ quái đều thét to. Nhất là mấy quán nhỏ bán đồ ăn kia, trên mặt ông chủ đều chất đầy hoa thét to bán sức nhất tuy rằng ngưỡi không có mùi bánh bao hệ thống nhưng cũng rất hấp dẫn người hai người bước chậm đến một chỗ bánh bao trước sạp lão bản vừa thấy khách nhân lập tức thét to khách quan ăn bánh bao không nói xong vén tấm vải bố lên chào hàng bánh bao cho vương triết và tiểu long nữ bánh bao này của tôi đều là sáng nay gói nhân bánh bên trong cũng là rau tươi buổi sáng mới hái đảm bảo làm ngài hài lòng nói thật vương triết đối với cái bánh bao hoàng bất lạp này cũng không muốn ăn có thể là bởi vì bề ngoài bánh bao rất không tốt cũng có thể là nguyên nhân của miếng vải gai dầu mỡ kia tiểu long nữ hình như không nghĩ như vậy cô nhìn bánh bao trước mặt lại nhìn vương triết cuối cùng vương ngọc thủ từ trong ngăn kéo lấy một cái bánh bao đưa vào miệng chỉ là cắn một cái lông mày của nàng liền nhíu lại hương vị bánh bao này cách vương triết đưa cho cô buổi sáng còn kém xa tại sao cùng là bánh bao vương triết lại cho cô ăn ngon như vậy căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí tiểu long nữ vẫn miễn cưỡng ăn cái bánh bao này ăn xong vỗ vỗ tay cao mày muốn đi lần này ông chủ quán bánh bao không làm nữa lão bản ngăn ở trước mặt tiểu long nữ hỏi ta nói vị cô nương này ngươi ăn bánh bao làm sao không trả tiền đây Tiểu Long nữ nhíu mày hỏi ngược lại: Ăn bánh bao trả tiền gì? Điều này khiến ông chủ bối rối. Hắn nghi hoặc hỏi: Ăn bánh bao dựa vào cái gì không cần trả tiền? Vương Triết vừa nhìn tư thế này, lập tức nhớ tới một chuyện. Trong cuộc đời 20 năm của Tiểu Long nữ, phần lớn thời gian đều ở trong cổ mộ, trải qua cuộc sống tự cung tự cấp. Hình như có ghi chép trong nguyên tác. Từ sau khi ma ma chăm sóc nàng qua đời, tiểu long nữ cũng không ăn thức ăn nóng nữa cho dù trong nhà còn có gạo vương triết vội vàng kéo ông chủ quán bánh bao ra khuôn mặt tươi cười giải thích xin lỗi cô gái nhà tôi rất ít khi ra ngoài ông chủ đừng nóng giận bao nhiêu tiền tôi sẽ trả ông chủ quán bánh bao thấy anh khách khí hơn nữa khí chất hai người không giống người bình thường cũng không quá tích cực một cái bánh bao hai xu nếu cậu không ăn một cái nữa vương triết lắc đầu nói không ăn không ăn chúng ta ăn điểm tâm rồi mã thanh toán ở đâu tôi quét cho cậu ông chủ quán bánh bao vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh mã số gì vương triết vỗ óc một cái lúc này mới nhớ tới hiện tại chính là ở trong thế giới nam tống nào có mã thanh toán gì nhưng trên người hắn cũng không có tiền của nam tống a vương triết lẩm bẩm nói ông chủ nhân dân tệ ông có nhận không? Ông chủ quán bánh bao mặc kệ, cô chạy cán bột trong tay thét to. Ta nói cho ngươi biết, bánh bao tuy rằng không đáng tiền, nhưng là ta bao khách cũng không phải là dễ khi dễ, các ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, đừng trách ta không khách khí. Vương triết cực kỳ, vội vàng trấn an ông chủ. Bao lão bạn đúng không, chúng ta không phải muốn ăn cơm bá vương, chỉ là lần đầu tiên ra ngoài, quên mang tiền nếu không ta cho ngươi cái khác bằng ngươi bánh bao tiền được không? Ông chủ bao nhìn anh từ trên xuống dưới, hư lạnh một tiếng hỏi. Cái gì? Vương Triết vội vàng sờ soạn trên người, cuối cùng lấy ra cái bật lửa giúp pô kia. Ông chủ, ông xem cái này được không? Chương 8 Không có tiền nữa bước khó đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tùng Bảo Huy cười không ngừng, nâng điện thoại lên trào phúng liên tiếp người dẫn chương trình, lộ tẩy rồi sao? Một cái bật lửa zippo đổi một cái bánh bao, thiệt thòi anh nghĩ ra. Cái này bật lửa là chính phẩm đi, ta nhớ rõ muốn hơn 500 khối tiền, người lấy ra đổi bánh bao, thật coi ta ngốc. Nếu không cậu mời biên kịch đi, cho dù là biên kịch viết truyện online cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vương Triết cũng không có tâm tình quản những thứ này, hắn đang cực lực đẩy mạnh tiêu thụ bật lửa của mình. Ông chủ xem, cái này gọi là bật lửa là đồ chơi nhập khẩu ông hấp bánh bao phải đốt củi chứ cái này có thể giúp ông châm lửa tuy rằng nghe không hiểu vương triết đang nói cái gì nhưng lực chú ý của ông chủ bao đều bị bật lửa tinh xảo hấp dẫn có thể bày sạp buôn bán tầm mắt của hắn chung quy so với chân đất cao hơn một chút đồ vật tinh xảo như vậy tuyệt đối có giá trị xa xỉ chỉ là từ châm lửa thì bắt đầu từ đâu Vương Triết thấy hắn nghi hoặc, vội vàng biểu diễn. Đinh một tiếng, nắp bật lửa mở ra. Vương Triết dùng ngón cái trượt trồng rọc, mấy viên sao hỏa hiện lên trên sợi bông giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Ông chủ bao hít một hơi khí lạnh. Tê, thật đúng là có thể châm lửa. Vương Triết cười nói, tôi không lừa cậu, thứ này dùng rất tốt, dù trời mưa gió cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Nói xong, hắn còn dùng sức quăng bật lửa quả nhiên, ngọn lửa màu đỏ kia sau một trận lay động, vẫn vững vàng thiêu đốt. Bao lão bản trận tròn mắt. Loại thứ tốt này tuy rằng hắn lần đầu tiên gặp, nhưng là bất kể từ chế tác mà nói, hay là từ thực tế sử dụng hiệu quả mà nói, cũng không phải bình thường hỏa chiết tử có thể so sánh. Hắn lắp bắp nói. Vị công tử này, bánh bao nhỏ làm không đáng bao nhiêu tiền, thứ quý giá như vậy ta thật không thể nhận. Thấy hắn từ chối, Vương Triết cũng có chút vò đầu. Không trả tiền đi, nói không được. Đây đều là dân chúng đi sớm về tối kiếm chút tiền vất vả, hắn về tình về lý cũng không thể dựa vào tiền bánh bao của người ta. Nhưng đối phương lại không thu lửa, vậy làm sao bây giờ? Đúng lúc này, hắn trọng mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Bao lão bản, nơi này có thể có cầm đồ cửa hàng? Bao bị khách nghi hoặc hỏi. Công tử là hỏi tiệm cầm đồ sao? nếu có ta đi làm vật này lại trở về cho ngươi bánh bao tiền ngươi xem có được không bao lão bản nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt vương triết rất chân thành không hề có dấu hiệu gian lận gật đầu bao khách chỉ vào một tòa nhà gỗ hai tầng xa xa nói đó chính là tiệm cầm đồ nếu công tử có tâm có thể tới đó thử xem đương nhiên một cái bánh bao cũng không đáng bao nhiêu công tử không muốn phiền toái cũng không sao tiểu nhân coi như mời vị tiểu thư này ăn vương triết không phải là người chiếm tiện nghi nhỏ bình thường trông coi trong nhà 10 tòa nhà thu tiền thuê tiền mặc dù không nhiều lắm nhưng là cũng đầy đủ ăn uống trước kia lúc hắn đi ăn cơm cũng chưa bao giờ mặc cả càng miễn bàn quịt nợ ông chủ bao yên tâm bây giờ tôi đi làm bật lửa ông chờ tôi một lát nói xong quay đầu đối tiểu long nữ hỏi long cô nương ta muốn đi một chuyến tiệm cầm đồ, ngươi có muốn hay không cùng đi xem một chút." Tiểu Long nữ thấy hắn giải thích, trong lòng biết Vương Triết không phải kẻ xấu, liền gật đầu nói: "Cùng đi đi." Vương Triết cùng Bao lão bản chào hỏi, quay đầu hướng tiệm cầm đồ chạy đến. Mao Lư lắc lắc đầu, cũng nhàn nhã đi theo. Vừa vào tiệm cầm đồ, Vương Triết đã bị bố trí trước mắt làm cho kinh ngạc. Đối diện cửa chính là một phòng khách rộng rãi, bên trong bày đồ gỗ lim giá trị xa xỉ. Cái này nếu đặt ở xã hội hiện đại, chỉ là những đồ gỗ lim này, ít nhất cũng có thể bán mấy trăm vạn chứ. Bên cạnh có một cái hàng rào gỗ ngăn cách phòng nhỏ, bên trong ngồi một cái trung niên nhân. Thấy có khách nhân đến, một gã sai vặt trẻ tuổi chạy tới. Công tử đến tiệm cầm đồ của chúng ta, nhưng là muốn cầm đồ. Gã sai vặt nhãn lực rất cao, hắn từ phục sức của Vương Triết và Tiểu Long Nữ liền nhìn ra hai người bất phàm. Vương Triết gật gật đầu, lấy bật lửa ra hỏi. Thứ này có thể làm bao nhiêu tiền? Gã sai vặt nhận lấy bật lửa, nghi hoặc nhìn lên. Một lát sau, hắn hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Xin hỏi công tử, đây là vật gì? Vương Triết cầm bật lửa lại, cười nói. Cái này gọi là bật lửa, là đồ từ Tây vực tới, dùng như vậy. Nói xong, biểu diễn cho gã sai vặt một phen. Khi ngọn lửa sáng ngời giấy lên, gã sai vặt nhìn mà sửng sốt lúc này trong hàng rào người trung niên đẩy ra đơn giản cửa gỗ đi vào phòng khách vị công tử này tiểu đồ đệ của ta kiến thức nông cạn ngài không nên tức giận để cho ta tới xem một chút đi vương triết gật gật đầu đặt bật lửa vào tay hắn trung niên nhân học bộ dáng của hắn qua lại thử dùng hai cái mỗi lần vang lên một tiếng đinh sắc mặt của hắn đều trở nên cổ quái một phần người có thể mở tiệm cầm đồ bất kể là kiến thức hay là tầm mắt đều cao hơn người bình thường bằng không thu đồ không đáng giá cho người ta nhiều tiền vậy việc làm ăn của hắn cũng không có cách nào làm lúc dùng thử cái bật lửa này chỉ riêng tiếng đinh kia đã nói lên chế tác bật lửa tương đối cao minh bởi vì chỉ có chế tác tinh tế thậm chí đến trình độ đồ sắt kín kẻ này mới có thể phát ra loại âm thanh này bất quá mở tiệm cầm đồ đều bình tĩnh Hắn cũng không có biểu hiện ra bộ dáng mừng rỡ như điên, mà là hơi nhíu mày hỏi: "Công tử, đồ chơi nhỏ này được chế tác tinh tế, nhưng công dụng có chút không tốt. Đốt lửa, hỏa chiếc tử cũng có thể làm được." Vương Triết gãi đầu, không biết nên giải thích cái gì gọi là hiệu ứng thương hiệu. Cuối cùng cắn răng hỏi: "Ngươi nói ngươi có nhận hay không đi, không nhận ta đi nhà khác hỏi một chút." Trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói: xem ra công tử là gặp phải việc khó, bằng không cũng sẽ không đem loại vật này lấy ra làm rơi. Như vậy đi, đồ vật ta thu, coi như là giúp công tử một phen, như thế nào? Vương Triết lười cãi cọ với hắn, trực tiếp hỏi. Được rồi, vậy cậu nhận bao nhiêu tiền? Trung niên nhân sờ sờ râu dê trên cầm, vương ra ba ngón tay nói. Đồ vật rất tinh xảo, tác dụng ngược lại không có điểm sáng gì. Như vậy đi, ta cho ngươi ba mươi lượng bạc, ngươi thấy thế nào ba ba mươi lượng bạc vương triết kinh ngạc hỏi trung niên nhân còn tưởng rằng hắn không hài lòng suy nghĩ một chút lại dựng thẳng lên một ngón tay như vậy đi ngươi nếu là liều chết ta cho ngươi bốn mươi lượng ngươi xem có được không chết chắc ý tứ chính là trực tiếp bán cho tiệm cầm đồ sau này không được chuột lại vương triết đương nhiên sẽ không vì một cái bật lửa đặc biệt chạy trở về lập tức gật đầu đáp ứng nói được, vậy thì chết chắc. Lão bản, 40 lượng bạc chính là ngươi nói, không được đổi ý a à. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, trung niên nhân trong lòng lập bộp một chút. Xong rồi, tiền cho nhiều. Bất quá vật nhỏ này giá trị xa xỉ, hắn có lòng tin dùng cái này gọi, bật lửa, đồ vật đổi về càng nhiều lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này 10 lượng 8 lạng. Vì thế vung tay lên, bảo gã sai vặt đi lấy bạc. Thư dịp chờ bạc thời điểm trung niên nhân mời vương triết cùng tiểu long nữ an vị tự mình cho hai người chăm trà rót nước ta mở tiệm cầm đồ nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này xin hỏi công tử là từ nơi nào có được vương triết uống một ngụm trà xanh thơm ngát ra vẻ cao thâm nói không thể nói không thể nói chương chín xa xỉ trực tiếp bạn đang nghe tại truyện chấm audio mặc kệ ông chủ truy hỏi thế nào vương triết đều trả lời một đằng cố ý nói trái nói phải nóng nảy hắn liền nói một câu không thể nói đuổi hắn đi không có biện pháp hắn cũng không thể nói cho lão bản mình là từ một thế giới khác xuyên qua tới đi nếu thật nói như vậy phỏng chừng nha môn đều muốn người tới bắt hắn trị tội danh yêu ngôn hoặc chúng của hắn tùng bảo huy xem buồn cười liên tục tung tin khen vương triết diễn tốt khen ông chủ diễn chân thật khen ngợi diễn xuất của hai người bọn họ so với những ngôi sao thịt tươi kia càng giống như vậy. Nhưng khi gã sai vặt bưng khay đưa tới bốn nguyên bảo, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhà Tùng Bảo Huy buôn bán vàng bạc ngọc khí, tục xưng thương gia châu báu. Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân chạy trước chạy sau, mưa dầm thấm đất đối với tài vụ vàng bạc có hiểu biết rất sâu. Chỉ cần liếc mắt nhìn bốn tiểu nguyên bảo trên màn hình, hắn liền biết đây là ngân nguyên bảo thật sự tuy rằng không bằng ngân nguyên bảo phẩm nhà mình bán nhưng từ phương diện lớn nhỏ mà xem ngược lại có chuyện giống như vậy quay cái ngắn video còn đặc biệt chuẩn bị thật sự ngân nguyên bảo người đây là nhiều tiền đốt theo hắn thấy vương triết hôm nay đoạn này phát sóng trực tiếp hẳn là tại một cái nào đó tương tự điện ảnh thành các loại địa phương quay có một số kiến trúc cổ còn có diễn viên mặc cổ trang đều rất bình thường tuy rằng diễn xuất của những diễn viên này quá tốt một chút cũng không giống giả. Nhưng điều đó chỉ có thể nói rõ người dẫn chương trình tên Vương Triết này cam lòng bỏ tiền vốn vì hiệu quả truyền hình trực tiếp mà mời diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng nhìn nhiều, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi lẩm bẩm. Chỉ có một mình khán giả, có cần phải tập trung như vậy không? Cho nên nhìn thấy Vương Triết bên này dĩ nhiên thật sự lấy ra bốn cái ngân nguyên bảo lúc, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra nghi vấn nào đó. Lỡ như đối phương thật sự xuyên qua thì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lúc xem truyền hình trực tiếp khắp nơi đều có vẻ cổ quái. Vì thế Tùng Bảo Huy thừa dịp Vương Triết cầm lấy nguyên bảo chụp một tấm ảnh chụp màn hình, gửi cho giám định sư nhà mình. Không quá mấy phút, giám định sư liền trả lời tin tức. Hẳn là chân nguyên bảo, nhìn là khoảng phía dưới, vẫn là đồ cổ thời Nam Tống. Hơn nữa, bàn ghế bên cạnh cũng có thể là đồ gỗ lim, giá trị xa xỉ. Lần này, Tùng Bảo Huy càng lúng cúng còn diễn xuất thì sao anh cho tôi đạo cụ cổ xa xỉ như vậy sao hắn vội vàng gửi tin nhắn cho vương triết tìm kiếm đáp án trong lòng sau khi vương triết kiểm tra nguyên bảo xong không khỏi lại rầu rĩ giá trị của nguyên bảo khẳng định cao hơn đồng tử nhưng lấy nguyên bảo đi đưa cho ông chủ quán bánh bao hắn có thể tìm tiền lẽ sao vì thế hắn chỉ có thể mặc giày người trong triều muốn thêm một đồng ông chủ tiệm cầm đồ tuy nghi hoặc tại sao ông ta muốn một đồng nhưng nhiều bạc như vậy đã cho ông ta cũng không thiếu một đồng hắn từ trong túi lấy ra một đồng đưa tới trước mặt vương triết nếu công tử muốn đồng này tặng ngài vương triết nhận lấy miếng đồng này cẩn thận bỏ vào trong túi nói với người trung niên nếu sự tình đã xong xuôi ta đây cũng không lưu nhiều long cô nương chúng ta đi thôi tiểu long nữ gật đầu đứng dậy rời khỏi tiệm cầm đồ Chờ bọn họ đi rồi, ông chủ lập tức bảo gã sai vặt đóng cửa lại, vui vẻ thưởng thức cái bật lửa kia. Gã sai vặt nghi hoặc hỏi. Lão gia, vật này thật đáng giá 40 lượng bạc sao? Trung niên nhân trợn mắt, không kiên nhẫn phất phất tay. Không hiểu đừng hỏi lung tung, đi chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp tri huyện lão gia. Gã sai vặt đáp ứng một tiếng, đi hậu viện chuẩn bị xe ngựa đi. Ông chủ, đây là tiền bánh bao của ông vừa về tới quán bánh bao vương triết lập tức lấy ra miếng đồng đưa tới trước mặt khách ông chủ quán bánh bao cũng không ngờ hắn đã trở lại vội vàng nhận lấy đồng làm phiền công tử đi nhiều một chuyến tiểu nhân thật là sợ hãi vương triết khoác tay áo sau khi tạm biệt ông chủ quán bánh bao tiếp tục cùng tiểu long nữ đi dạo phố thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới tin tức không ngừng đổi mới trong phòng truyền hình trực tiếp chủ trì anh nói thật cho tôi biết Rốt cuộc anh đang ở đâu? Chủ trì, ngươi rốt cuộc ở cái nào điện ảnh thành, quay cái trực tiếp video cần nghiêm túc như vậy sao? Chủ trì, ngươi nói chuyện a, à, ngươi thật sự xuyên qua sao? Liên tiếp tin tức còn đang không ngừng đổi mới, tất cả đều đến từ một người bạn nước như tôi. Vương Triết cười thần bí, cố làm ra vẻ huyền bí nói, "Cậu đoán xem." Nói xong cũng mặc kệ một cộng hành nghĩ như thế nào, tiếp tục cùng tiểu long nữ đi dạo phố đường phố cổ đại không thể so với ngày nay các loại phương tiện bố trí đều tương đối lạc hậu có nhiều nơi thậm chí có thể nhìn thấy chất bẩn do người và súc vật lưu lại nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của vương triết đã quen cuộc sống hiện đại đột nhiên đi tới nơi náo nhiệt như vậy hắn cũng cảm thấy rất hứng thú nhất là tiếng trao hàng của những người bán hàng rong một chút cũng không kém so với những lời quảng cáo không có tên kia hai người một lừa vừa đi vừa nhìn cũng không ngại nhàm chán tiểu long nữ cũng rất ít khi xuống núi đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú mặc kệ cô nhìn thấy cái gì vương triết đều chủ động mua lại cho cô trong chốc lát trong chăn lừa đã đầy ấp đồ lặt vặt thời gian bất tri bất giác cũng qua giữa trưa cảm giác được bụng đói kêu vang vương triết tiến đến bên cạnh tiểu long nữ hỏi long cô nương ta đói bụng chúng ta đi ăn chút gì đi tiểu long nữ gật gật đầu cũng tùy hắn đi. Thời gian buổi sáng này, Vương Triết thay cô suy nghĩ khắp nơi, ăn ngon chơi vui, mặc kệ cô có thật sự muốn hay không, đối phương đều sẽ chủ động thay anh mua lại. Chỉ là phần ân cần này đã làm cho người ta không sinh ra ác cảm. Hai người một con lừa đi tới trước một tửu lâu. Tửu lâu tên là Duyệt Lai, người đến người đi rất náo nhiệt. Khách quan đến nếm thử tiểu điếm tay nghề đi, ân cần điếm tiểu nhị vừa thấy khách nhân lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười lại gần. Vương Triết nhìn vị trí lầu 2, cười nói. Ăn cơm, chúng ta phải lên lầu 2. Tiểu nhị lập tức xông vào bên trong hô. Quý khách nhị vị, mời ngồi. Nói xong, hướng Vương Triết cùng tiểu long nữ không người, làm ra tư thế mời. Vương Triết cất bước đi vào tửu lâu, vừa mới chuẩn bị nhìn cầu thang ở đâu, đột nhiên nghe thấy phía sau tiểu nhị đang gọi hắn. Dạ, quản con lừa của ngài A, à? chúng ta đây là tửu lâu con lừa không thể đi vào a à? hắn quay đầu nhìn lại phì cười một tiếng tiểu nhị kéo dây cương con lừa liều mạng kéo về phía sau nhưng con lừa chính là thần vật một phạm nhân như hắn sao có thể kéo được vì thế điếm tiểu nhị liền bị mau lưu một đường kéo vào trong tửu lâu thấy vương triết quay đầu lại điếm tiểu nhị đều sắp khóc da dạ, quả ngài con lừa tửu lâu là ăn cơm địa phương nó không thể đi vào a à? Vương Triết bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Mao Lư bên người cung kính nói: "Lư gia, ngài dàn xếp ở bên ngoài ăn cơm đi." Mao Lư bất mãn trừng hắn một cái, nhếch miệng hừ hừ với hắn. Vương Triết vội vàng trấn an: "Lư gia yên tâm, ta không thể ủy khuất ngài." Nói xong, vẫy tay với Tiểu Nhị: "Đi bảo đầu bếp chuẩn bị vài món chay, nấu rất ngon." Điếm Tiểu Nhị nghi hoặc hỏi: "Dạ, ngài đây là Vương Triết thở dài, vỗ vỗ bả vai tiểu nhị, chỉ vào con lừa nói. Không nghe thấy ta gọi nó là lư gia sao? Còn không có chút ánh mắt. Chương 10 Lại có người ăn con lừa giấm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.